Tuấn Hưng vẫn tổ chức show ở ban công. Chia sẻ với Tiền Phong, phía ca sĩ Tuấn Hưng xác nhận đêm nhạc tại góc ban công hát miễn phí cho khán giả sáng đèn trở lại vào tối ngày 24 tháng 9 ở phố đi bộ Hà Nội. Sau khi bị phạt 12,5 triệu đồng vì làm show ở ban công không xin phép, ca sĩ Tuấn Hưng đã hoàn thành các thủ tục pháp lý để đưa show hát miễn phí trở lại với người hâm mộ. Đại diện ca sĩ Tuấn Hưng xác nhận với Tiền Phong, tối ngày 24 tháng 9, Tuấn Hưng hát tại góc ban công. Chúng tôi kết hợp với Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm để làm show tốt nhất chứ không còn là hình thức tự phát như trước. Đêm nhạc đảm bảo trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và phòng chống dịch xung quanh khu vực phố đi bộ. Đội ngũ an ninh và tình nguyện có mặt để phân bố khu vực riêng dành cho khán giả muốn nghe nhạc, đảm bảo lưu thông trên phố đi bộ. Khi được hỏi về việc show nhạc có làm ảnh hưởng đến người dân sống xung quanh phố Hàng Khay, người đại diện nam ca sĩ cho biết từ trước đến nay, đêm diễn tự phát của Tuấn Hưng chưa có bất cứ đơn từ kiến nghị nào gửi về. Theo chia sẻ, đêm nhạc miễn phí tối ngày 24 tháng 9 có tên gọi cảm ơn, cùng đó là sự góp mặt của các ca sĩ Minh Quân, Minh Vương, Đình Ứng Phi Trường và Anh Quân Idol. Về kế hoạch tổ chức các đêm nhạc miễn phí sau này, người đại diện tiết lộ thêm. Tuấn Hưng là phó chủ tịch hội nghệ sĩ trẻ và sẽ phối hợp với quận Hoàn Kiếm để làm những điều tốt nhất phát triển văn hóa. Hưng đã họp với Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm để đưa ra nhiều phương án, trước hết vẫn tổ chức ở ban công nhà. Những lần sau phải phụ thuộc vào các yếu tố khác để tổ chức show tốt hơn.